Hello. Yes, welcome back to our lesson. And what we will learn for today? We are going to learn parts of my town. So we're going to start with... Okay. I will explain it. Okay. Yeah, of course. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ học về một chủ đề hoàn toàn mới. Đấy là về cái thị trấn của mình. Thì mình sẽ học là trong thị trấn của mình có những cái cơ sở vật chất như thế nào. Ví dụ như ở đây là mình có gì nhỉ? Trường học này. Mình tiếng tiếp theo. Đây là gì nhỉ? Đây là nhà hàng. À, đây sẽ là công viên và đây sẽ là cái ngân hàng nhé. Đây có thẻ, có cái cây cây ATM để rút tiền này. Đây sẽ là ngân hàng và cuối cùng đây sẽ là gì nhỉ? Cái cửa hàng bán quần áo, những cái cửa hàng có thể là bán quần áo, bán đồ lưu niệm, hay là bán những cái đồ trang sức để khác, mình đều gọi là shops hết. Okay. So we'll start with this one. This is a shop. Shop. Nhớ là có shop. Yep. This is a park. No, it's not a park. Oh, you're right, sorry. This is a park. Okay. This is a school. 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 Okay. And this is a restaurant. Okay. And we can say it with two syllables or three. Restaurant. Restaurant or restaurant. Dùng từ này nhá. Sẽ có hai cách đọc khác nhau. Có cách là đọc hai âm thì mình sẽ là restaurant. Nhưng có cách đọc là ba âm thì dễ với các con hơn, sẽ là restaurant. Okay. But I will be teaching with two syllables, so đúng restaurant. Đấy là nếu mà theo nguyên âm, theo âm chuẩn ấy thì mình sẽ nó đọc là hai từ thôi, nhưng mà phải có nhiều có âm t ở cuối restaurant. Yeah, restaurant. Okay, so one more time. Restaurant. Okay. Now this is a park. Park. Ở cuối nhá, giống như mình uống sữa là milk. Giống như thế, thì đây sẽ là park. Park. Okay. And same thing with a k. This is bank. Yeah, ngân hàng quá, nó cũng có một âm k ở cuối. Bank. Bank. I think that's everything for today. We're finished? Yeah, we're finished. Okay. Goodbye. Goodbye.